Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé thăm thầy Thích Tâm Phúc. Hai thầy trò ngồi nói chuyện tám gạo với nhau nha cả nhà. Đó, mặt thiếu tiền hay là dư tiền mà sao ủ rũ vậy thầy? Tết nhất mà. Buồn hả? Tết vui với buồn cái gì? Sửa sạn trang trí đẹp mà ai cũng chê làm đẹp mà không cho làm đẹp. Ủa thầy, sáng sớm thầy ra đứng trước cửa làm gì thầy? Mở cửa đi thầy. Thì sáng mơ rầu rĩ đủ thứ ấy. Chùa nhận cúng dường thực phẩm chay và mặn, trâu chó mèo tam tịnh nhục. Là trừ đó quý vị ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy thầy, nhiều người gọi điện chửi ta, thầy có buồn không? Trời ơi, ta hỏi gì vậy? Ta nói mày chửi mày mày sao? Em thầy chửi em rất là vui. Vậy em mốt lên tao chửi mày hoài nha. Thầy chửi em đi. Thằng này nó yêu người ta mà nó không lấy. Thằng này nó có tiền mà không cho người ta. Lại mở miệng gì tiền nữa. Thì mày mốt mày nói mày không tiền khởi cái cuộc sống mày, gia đình để ấm no. Giờ ăn cái gì? Giờ sáng mai tao chưa ăn gì mày mua tao ăn đi. Đó là cuộc sống ấm no. Tự nấu ăn đi. Hết theo. Vậy mày hô mày lo cho ai được. Sáng mai mụ lần tới mày mua hủ tiếu bún riêu gì ha, là cháo hay gì ăn sáng mai tới mày tới. Em còn chưa ăn mà em mua cho thầy. Thì mày mua về tao ăn mày ăn luôn. Nhưng mà mấy bữa mua rồi có người mua nữa mà bà phí. Thì lâu lâu mới có hai ba ngượng khùng giống nhau. Hồi thì không có như cháu bữa nay có đâu. Hồi thì lâu lâu người ta mới vậy thì mày đi theo bắt chước người ta. Thịt em là còn thơm hơn mấy cái thịt là bún riêu mày vô bún đây, bò nữa. Tao lẻo tao ăn hết. Thầy ơi, lâu lâu có ai gọi chửi thầm thầy? Nhưng mà giờ tao không xài điện thoại, tao không nghe ai hết rồi, khỏi quỳ vốn. Điện thoại lâu lâu ai nhắn tin Zalo sơ sơ tối hay coi 5-10 phút lướt qua ai nhắn tin gì cái coi nhắn tin sơ thôi, chứ không nghe bất cứ người điện thoại nào tốt xấu gì không nghe chứ. Nghe mệt mà thầy đâu bao giờ ra quầy khách hàng ngày lấy đâu có thời gian để điện thoại alo nghe. Thầy nói ai mà điện thoại của thầy là khối đạo luôn, không bao giờ thầy nghe đâu, có điện mất công. Để lỡ có chuyện gì gấp mà anh em dòng họ gọi sao? Thử có chết cũng kỳ mẹ nó mắc mớ gì, bao giờ cũng cho chùa khỉ diễn có tu hành gì đâu mà anh em dùng họ nghe mẹ. Giờ sống nó tóm gọn dòng họ còn không qua lỡ đâu, cũng cho ai cho gì, bệnh đau ai giúp, tiền bạc nợ nần ai trả, rồi cơm nước ai lo. Giờ ta nói giờ chết sống cũng không qua lỡ vậy mà ai họ cũng không qua lỡ với thầy, giờ nhắc làm gì? Nên giờ điện dòng họ điện làm gì? Hồi sống mày không mời lễ lộc, mày không mời tiền xe, mày không giúp đỡ, bệnh đau mày cũng không giúp đỡ, vậy chết mày điện làm gì? Sống coi như chó với mèo với gà vĩnh cắn nhau mà giờ mày không chết điện làm gì? Giờ đám ma đi được nhiêu, hồi sống không qua lợi chết đi đám ma nghe cũng mệt. Người đi người dân ta còn tốt hơn, đi người ta đi lại còn mày gì nó đâm một anh em dòng họ lúc sống không nhờ giả nhau mà chết chứ báo làm gì. Nếu như vậy là do cũng cách sống của thầy hay như thế nào đó chứ đâu phải là vậy. Năm 12 tháng thầy tu thì ở chùa chứ thầy tới ai đâu mà làm. Thầy nhỏ thì phải tới thầy thăm gia cô thăm chú gì? Bác không lẽ người tu đi thăm từng nhà rồi qua lại vậy? Ta tu hành là ta nói xa gia đình, xa cha mẹ, xa anh em, khi làm chùa là cái gì mình phải gì buông bỏ hết. Mà giờ còn luyến liến dòng họ anh em đi thăm từ nhà, còn ngự đạo người ta khá đến chùa người ta thăm chứ không lẽ thầy chùa đi đến nhà dân thăm. Bậy bạ, mày nói chuyện ngược trái đất, ngược mặt trời, ngược lòng chảo, đeo ba lô ngược nữa mày. Tới ngày cứ nghĩ tới đó không. Em chả thấy gì sai hết thầy ơi. Người ta cũng có nhiều người nói là người ta làm lớn mà thầy gặp người ta thầy cứ xưng thầy cái con. Lớn nhỏ gì cái đó là của xã hội, còn khi mà nhà Phật mình phải tôn trọng người ta tu hành, người ta đã hiền lương với người ta đã không dính líu tới xã hội, tệ nạn xã hội, mình phải quý người ta, mình phải tôn trọng người ta. Còn này người ta tu rồi còn đến mình kêu người ta như người đời rồi, mình coi người ta không ra gì. Mày giỏi mày muốn mình đi tu đi, giờ mày giống như có tiền cái mày hống hách, mà khi mà nghèo khổ cái mày khang bản ha, mày nói cái kiểu nó tóm gọn rồi do cách ứng xử này.
Nó tóm gọn giờ thầy đã, nó tóm gọn không thiếu thốn gì cá nhân, nhưng mà giờ thầy cần phát triển chùa, cần phòng ốc xây cho đệ tử, nuôi đệ tử, rồi cần phải gì phục vụ từ thiện, rồi cần phải xây chùa để mình có cái chỗ ổn định, thì sao đời đời này qua đời sau nó có chùa mãi mãi, di tích lịch sử mãi mãi, chứ không phải mục đích thì làm cá nhân. Thầy làm để cho ai? Cho đời này đời sau, cho xã hội. Chứ thầy cá nhân của thầy, thầy không thiếu khổ. Cái phòng ngủ đủ rồi, cơm nước hàng ngày là đủ rồi. Còn chùa to Phật lớn chẳng quan là để cho người đời, cho xã hội họ tu hành, họ đến chùa có chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ ngồi, chỗ sinh hoạt. À, rồi đến chùa gì à, khen đẹp quá. À, còn đẹp đến, quá, lộng lại quá, lộng lại quá. Quá. Mình phải làm như cung đình vua, đến là ngồi cũng mát đích, là ghế ghế vua, à, ghế ghế hoàng hậu, rồi à, ngồi như ngọc hoàng, như tướng tá, rồi uống ly nước cũng cái ly cũng hàng nó cực kỳ đẹp. Thấy không, hồi xưa con đến cái bàn cái ghế ngồi cũng muốn rớt, cũng gãi cái ghế mũ ngồi té cái đùi. Còn giờ thì để ghế chặt, ghế đẹp rồi vậy, còn không thầy phung phí thì mua nhiều chặt đó, giờ để vậy không phung phí gì nữa, nói còn nói hết nữa. Vậy tiền của người ta cũng dường như là mua hết. Ờ chứ sao, chứ để tiền không lẽ thầy chùa tối ngày ăn hưởng thụ sao? Có tiền thầy xây chùa hết, ai cũng nhiều thầy xây hết, không cho không dừa dư cước nào. Bởi như tiền để dành lúc ốm đau, mua có tiền làm sắm sửa hết ốm trơn. Ốm đau vậy mày gửi cho tao vài ba tỷ đi. Rồi em đẹp đâu mà ngu tưởng bỏ tiền cho thầy mấy tỷ xài. Vậy mày hô sao tao bệnh? Bệnh, là bệnh thì phải, mình lo sao cho phải thầy. Sai phải có tiền. Cho nhiều mà tiền, có ai cho nhiều đâu mà tiền. Đó, mày mở cũng có cho 500. Ủa 500, 1 ngàn cũng là cái tiền người ta cúng dường thôi. Chứ ít cho nhiều cái gì. Ví dụ mày cho giờ bèo như cũng vài trăm triệu tỷ thì cái đó mới đi nhập viện. Ủa người ta có vài trăm, cho thầy vài trăm triệu, trong khi tài khoản người ta cũng có mấy chục tỷ, người ta mới cho thầy vài trăm triệu. Thì khi cho giờ em không có 100 triệu mà nói gì cho thầy. Giờ có vậy bị vận động như em không có vận động, ai thích ta khổ cho chết thôi à. Còn lấy của người ta. Vậy thôi thầy đi làm đi, được có tiền tự tiền thầy, trên sức lao động của thầy đi. Thì tao có nói gì đâu, hôm nay tao có xin mày đâu. Dạ, biết chơi ít tao nhiều. Có xin mày cắt nào chưa? Tao nói mà không có xin mà nói kiểu đại khái kêu gọi cúng dường. Tao kêu còn quá cha là xin rồi. Vậy thôi tụi bay muốn cho không cho, tao không thầy. Đó là xưng mày xưng tao, nãy là xưng con đàng hoàng lịch sự á. Vậy hả? Thầy dặn con à. Tao dặn. Không cho tao tiền đô, tao khổ gì à. Không có đô, không có rô, tao khổ, tao không nói. Nào có rô, có đô, tính. Cuộc sống này bệnh đau cũng vừa đô với rô. Mà giờ xây chùa cũng đô với rô, mà giờ ăn uống hàng ngày cũng đô với rô, mà xe cộ đi tới rô cũng đô với rô, mà có sức khỏe hay không cũng đô với rô, mua cái bàn cái ghế cũng đô với rô, mà chén cơm chén bát cũng đô với rô, bông hoa cũng đô với rô, cái gì cũng đô với rô, khô rô đô rô đô rô đô đô đổi ra rô rô đổi ra tiền đồng Việt Nam. Các con nghĩ cuộc đời này tiền có giá trị hay không? Tiền chỉ là phù du thôi. Thiệt không? Người đây thì có ai tài sản nha. Xe cộ rồi nữa tao. Nói dễ mà không bao giờ bo, không giỡn cho thầy gì đó mà. Không. Tiền thì tao khổ tụi bay hiểu. Khổ ơi. Tiền có mang lại hạnh phúc cái đâu mà suốt ngày cứ mở miệng là tiền. Ờ nhớ nha, mày mốt mày nhập viện mày không tiền rồi mày đừng có khóc lóc. Lên xin thầy. Ô chết gì tiền. Mày không cho tao lấy gì tao có tiền cho tụi bay. Thầy cô xin người khác. Cho mày, cho ví dụ mày cho tao vài chục tỷ, vài trăm tỷ, hiện giờ mày bệnh, mày chết đi tao cũng nhập viện tao ra tao đóng phí. Có hai loại. Một loại chúc mừng anh đã thành công ca bệnh. Một cái là chúc mừng anh đã hy sinh chết gì trong bệnh viện. Trời ăn nói vậy đó. Chứ giờ hỏi có hai đường. Một con đường sống đường chết, cái đó ai cầu ai nguyện. Mày bị bệnh thời kỳ cuối, thuốc nào chữa, bệnh bác sĩ nào chữa nổi. Còn bệnh mày tốt thì nó ta nói vượt qua, rồi còn gì ta nói hai cái đường. Đường sống và đường chết, đường cứu là gì, đóng viện đã thành công, thành công là mày sống. Còn nếu mà không thành công là mày chết, mày còn nói gì chứ cuộc đời mày, mày cần cái gì trong cuộc sống mày nói. Cần tình cảm. Không cần tiền. Tình cảm không ăn, bố không gì hay bao. Không. Rồi vậy mày ở đây đi, mày đừng đi làm gì ở đây, tao nuôi cho. Trời ơi, quá dữ. Nuôi luôn cho hả? Mày hô không cần mà, không cần tiền, cơm ngày ba cử mày đừng có xin cá nào luôn.
Thôi tao ở đây đi tao nuôi cho. Nói mà không ở. Bởi vì thương con mà con nó cứ nghịch là không. Giờ con ở đây thì thầy nuôi. Ở đây thảm gì mà em sao? Thì cuộc đời của mày có cái gì? Đã mày đói cống hiến cuộc đời rồi mà còn còn tiếc cái gì nữa. Hồi bữa xin thầy tu mà thầy nói em chưa được đi tu, em còn dục nhiều lắm. Thì giờ mày dẹp cái chỗ nào mà mày sợ mày cắt mày dục đi thì còn đâu nữa để ai đòi hỏi. Trời ơi, anh nói vậy đó chứ sao, thì chứ mày nói sao em mày cắt sợ. Là em qua Thái Lan em chuyển giới rồi này. Thôi chuyển giới là không cho tu mà nghe là mày diệt cái đó được rồi. Thôi cắt chưa chứ sao tao nói em nó ngồi mà nó rước chút chút nhà làm chứ gì. Ủa thầy cũng có nhiều người chửi thầy là khùng thầy điên, mà cũng có nhiều người khen thầy là một vị chân tu giữa đời thường, một gì tái thế đó dưới trần gian đó, nên là nó không giống ai, tính thầy độc khùng lạ, thầy khùng điên khùng điên điên á. điên. Khùng khùng điên điên, tao biết văn mồm chảy chiếu, tao biết tu biết xây chùa, còn bay khôn quá bay tu không tu, tới ngày cứ giác cái lu đi vòng tròn. Tu hả? Thầy tu hú á. Thì vừa tu vừa hú, anh ấy không hú ai là giờ tụng kinh mày không ra làng ai biết là tụng kinh, nó vừa tu vừa hú á, là kêu còn tu hú, tu tụng kinh là hú á, là tụng kinh với thầy nè con ơi, ben, tại sao thầy tu tụng kinh con không đến, nó có lại người ta.